Hi guys, welcome all of you to Enmota English. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiếng Anh Enmota. Và ngày hôm nay, tiếp tục chuỗi video phân biệt từ vựng trong tiếng Anh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hai từ vựng sau đây. Đó chính là beside và besides. Vậy trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về từ vựng đầu tiên. Trong tiếng Anh thì beside là một giới từ, có nghĩa là next to something, somebody, or other side of something, somebody. Hiểu cách đơn giản thì trong trường hợp này, giới từ beside cùng nghĩa với từ next to mà thôi. Ví dụ như sau nhé. Sit here beside me là hãy ngồi xuống cạnh tớ đi. Đây là một từ cực kỳ dễ hiểu và dễ dùng đúng không nào? Vậy tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về từ besides. Thì besides cũng là một giới từ giống như beside, nhưng mà nghĩa của nó thì hoàn toàn khác biệt. Nghĩa của besides đó chính là in addition to something, có nghĩa là thêm vào một điều gì đó. Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu một ví dụ để hiểu tiếp theo nhé. We have many things in common besides music. Trong tiếng Việt, để dịch câu này một cách thoát nghĩa, chúng ta thường dịch như sau là ngoài âm nhạc ra hay là bên cạnh âm nhạc thì chúng ta còn có rất nhiều điểm chung khác nữa. Và ở ví dụ này cũng có một cấu trúc rất là hay mà các bạn nên nhớ, đó chính là have many things in common, có nghĩa là có rất nhiều điểm chung. Còn trong trường hợp mà chúng ta không có điểm gì chung cả thì mình có thể dùng là have nothing in common. Các bạn hãy lưu ý cấu trúc này để sử dụng trong văn hóa hàng ngày nhé. Và bên cạnh việc là một giới từ thì từ besides đồng thời cũng là một trạng từ nữa. Và trong trường hợp này, chúng ta cần sử dụng trạng từ besides để đưa thêm một lý do nào đó nữa cho một vấn đề mà chúng ta đề cập đến ở câu phía trước. Ví dụ như sau nhé. I won't come to the cinema tomorrow. I have many things to do. Besides, I don't really like that movie. Câu này có nghĩa như sau, ngày mai thì tôi sẽ không đến dạp chiếu phim đâu, bởi vì là gì? Tôi có rất nhiều việc phải làm, bên cạnh đó thì tôi không thích bộ phim đó nữa. Đúng không nào? Nên vấn đề được đề cập đến trong câu này là tôi sẽ không đến dạp chiếu phim vào ngày mai. Và có hai lý do giải thích lý do tại sao cho cái vấn đề đó, đúng không nào? Lý do đầu tiên là có rất nhiều việc để làm, lý do thứ hai là không thực sự thích bộ phim đó. Và trong trường hợp này các bạn có thể dùng từ besides đó để nối hai câu với nhau, đề cập đến một lý do nữa cho vấn đề đề cập ở câu phía trước. Rồi, thì các bạn đã hiểu được sự khác nhau giữa từ besides và besides chưa? Nếu hiểu rồi thì các bạn lấy một số ví dụ của riêng mình và comment xuống phía dưới nhé. Hy vọng rằng là video ngày hôm nay đã mang lại cho các bạn một số kiến thức hữu ích. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye and see you again.